Lần đầu tiên Chelsea tiếp cận Philippe Coutinho là vào năm 2006, khi anh còn là một chú nhóc ở Vasco da Gama. 14 năm sau, tức ở thì hiện tại, khi tiền vệ người Brazil đang ở thế kẹt trong mối quan hệ với Barcelona và Bayern Munich, Chelsea, Coutinho rất có thể sẽ tìm thấy nhau. Năm 2006, tuyển trạch viên Chelsea Lee Congerton phát hiện ra tiềm năng của một sao mai 14 tuổi có tên là Philippe Coutinho, khi đó đang ăn tập tại Học viện Vasco da Gama ở Rio de Janeiro. Coutinho lúc ấy đã tạo nên cơn sốt trong làng bóng đá trẻ xứ Samba nhờ vào những màn trình diễn bắt mắt trong màu áo đội U15 Brazil. Theo đề xuất của Congerton, Chelsea mau chóng tiếp cận Coutinho, nhưng họ đã về sau Inter, đội đưa ra những đề nghị tốt hơn. Theo đó, Inter sẵn sàng trả cho Vasco 3,5 triệu bảng để chính thức sở hữu Coutinho vào năm cầu thủ này tròn 16 tuổi. Đồng thời, câu lạc bộ thăm Milan đồng ý cho Vasco mượn tiếp Coutinho thêm 2 năm và sẽ chỉ đón tài năng trẻ này về San Siro khi anh bước sang tuổi 18. Coutinho sau đó gia nhập Inter rồi cập bến Liverpool và trở thành ngôi sao lớn của Anfield trước khi khiến Barcelona phá kỷ lục chuyển nhượng câu lạc bộ 2 năm trước với mức phí 145 triệu bảng. Nhưng sự nghiệp của Coutinho chính thức đi xuống kể từ khi tới Nou Camp. Và ở thời điểm hiện tại, Barca được cho là chấp nhận bán lỗ Coutinho với mức giá chỉ là 60-70 triệu bảng, tức chưa bằng 50% so với số tiền chi ra năm 2018. Bayer thì không có ý định thực hiện một thương vụ mua đứt Coutinho sau khi hợp đồng cho mượn cầu thủ với Barcelona kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Barca, như chúng ta đã đề cập, sẵn sàng mở cửa tiễn Coutinho. Trong khi đó, những thông tin nội bộ từ Chelsea cho thấy, câu lạc bộ chủ sân Stamford Bridge có kế hoạch nghiêm túc mua hoặc mượn Coutinho khi kỳ chuyển nhượng mở cửa trở lại. Hẳn nhiên, trong tình cảnh của mình, Coutinho rất chờ đợi một câu lạc bộ có tầm vóc như Chelsea sẽ giải cứu anh. Giữa Coutinho và Chelsea, ngoài lá cắt 14 năm trước, còn có một gạch nối quan trọng. Kia Zurabjian, đại diện của tiền vệ người Brazil, cũng là người đã từng góp nhiều công sức giúp Roman Abramovich gây dựng nên đế chế tại Stamford Bridge. Kia Zurabjian là đại diện của Oscar Ramirez, David Luiz, những cựu Chelsea, và trong đội hình The Blue hiện tại vẫn còn một thân chủ của ông, tiền vệ Willian. Willian nhiều khả năng sẽ ra đi vào hè này và chắc chắn Kia Zurabjian sẽ làm tất cả để tiếp tục giữ mối liên kết bền chặt với Chelsea. Đấy là một trong những lý do quan trọng khiến thương vụ Coutinho-Chelsea rất đáng chờ đợi. Những gì Coutinho thể hiện trong 4 năm khoác áo Liverpool từ năm 2013 đến năm 2017 với 42 bàn thắng và 37 pha kiến tạo tại Premier League khiến Barcelona muốn có tiền vệ người Brazil này ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2017 để thay thế Neymar. Nhưng sau tất cả những lùm xùm, Coutinho chỉ có thể cập bến Nou Camp vào đầu năm 2018. Barcelona không phải là nơi quá xa lạ với Coutinho bởi anh từng có một mùa giải 2011-2012 khoác áo câu lạc bộ Espanyol theo hợp đồng cho mượn hồi còn thuộc biên chế Inter. Coutinho sớm ổn định cuộc sống bên ngoài sân cỏ nhờ sự giúp đỡ nhiệt thành của người đồng đội mới mặt cũ, Luis Suarez. Các culé ban đầu thực sự thích Coutinho, người sở hữu kỹ năng và phong cách bóng đá có nhiều nét tương đồng với chất Barca. Khả năng dứt điểm từ xa của Coutinho cũng được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng hỏa lực cho tuyến 2 Barca. Khởi đầu của Coutinho tại câu lạc bộ mới về cơ bản là tích cực, trong đó có bàn thắng từ chấm phạt đền giúp Barca đánh bại Sevilla ở trận chung kết cúp nhà vua. Những màn trình diễn của Coutinho trong tháng 10 năm 2018 thực sự ấn tượng khi anh mở tỷ số ở 3 thắng lợi liên tiếp của Barca trước Tottenham, Sevilla và đặc biệt là Real Madrid. Giai đoạn Coutinho bùng nổ mạnh mẽ nhất ở Nou Camp trùng với khoảng thời gian Messi ngồi ngoài vì chấn thương. Và khi Messi trở lại, Barca đơn giản là không cần thêm một cầu thủ thích làm tất cả thứ hai trong đội hình xuất phát nữa. Với Suarez đá cắm cùng một sút bất khả xâm phạm của Messi trong sơ đồ 4-3-3, huấn luyện Ernesto Valverde cần một cầu thủ sở hữu tốc độ, cách chơi trực diện và có khả năng mở rộng không gian tấn công biên cho đội. Và đó là lý do tài năng trẻ Ousmane Dembele được ưu tiên hơn Coutinho ở vị trí tiền đạo cánh. Coutinho, trong khi đó, lại không phải là mẫu cầu thủ thích hợp với vị trí đạo diễn từ phía sau như Xavi hay Iniesta. Và điều này khiến anh gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh một suất ở hàng tiền vệ ba người của Barca. Arturo Vidal và đàn em đồng hương Arthur Melo cùng gia nhập Barca mùa hè năm 2018 là những người phù hợp hơn. Tất cả những điều đó khiến Valverde đau đầu thực sự trong việc tìm ra một vị trí có thể phát huy hết khả năng của Coutinho trong hệ thống ưa thích 4-3-3 của ông. Thời gian dần trôi và Coutinho, một chàng trai trầm tính có phần nhút nhát, ngày càng thu mình hơn ở Barca. Trên sân cỏ, ngôn ngữ cơ thể của Coutinho đặt tả hình ảnh một cầu thủ thiếu tự tin và đầy ẩn ức. Barca cũng dần mất kiên nhẫn với Coutinho. Tháng 1 năm 2019, tức chỉ một năm sau khi Coutinho gia nhập Nou Camp, xuất hiện tin đồn về việc Barca sẵn sàng bán lỗ tiền vệ này. Những cái tên như Chelsea, Paris Saint-Germain, thậm chí các câu lạc bộ cũ Liverpool
lần lượt xuất hiện trong danh sách đối tác tiềm năng, nhưng rốt cuộc không có thương vụ nào xảy ra. Các cổ động viên Barcelona đi từ kỳ vọng đến thất vọng, bắt đầu tỏ thái độ thù địch với Coutinho. Những tiếng la ó dành cho anh ngày một thường xuyên hơn tại Nou Camp mỗi khi tiền vệ người Brazil có một tình huống xử lý không tốt. Và giọt nước tràn ly sau bàn thắng vào lưới Manchester United ở tứ kết Champions League năm 2018-2019. Coutinho đứng thẳng hướng về phía đám đông cổ động viên Barca, mặt nhắm nghiền và giơ hai ngón tay lên bịt tai. Đó là đòn đáp trả của Coutinho sau những tháng ngày uất ức, nhưng nó phản tác dụng. Những tiếng huýt sáo chế giễu dành cho anh xuất hiện nhiều hơn sau đó, đặc biệt là trong trận đấu với Liverpool ở lượt đi bán kết Champions League. Với Coutinho, người đã quyết dứt áo rời Liverpool để gia nhập Barca, đối mặt với đội bóng cũ trong hoàn cảnh như vậy thực sự là một bi kịch đau lòng. Còn đau hơn khi Barca thua ngược Liverpool ở Anfield và sau đó chứng kiến tập thể của Jurgen Klopp đăng quang chức vô địch Champions League. 24 trận cuối cùng ở La Liga cho Barca, Coutinho chỉ ghi đúng một bàn thắng. Tổng thành tích 21 bàn và 11 kiến tạo trong 76 lần ra sân trên mọi đấu trường của Coutinho không đến nổi tệ, nhưng rõ ràng là kém xa so với kỳ vọng dành cho cầu thủ có mức phí kỷ lục câu lạc bộ. Kỳ chuyển nhượng hè năm 2019 mở ra và giờ thì Barca không cần phải giữ kẻ nữa. Một mặt, Barca tìm kiếm đối tác để tống khứ Coutinho khỏi Nou Camp. Mặt khác, họ theo đuổi đến cùng để hoàn tất thương vụ mua Antoine Griezmann, tiền đạo người Pháp sau khi gia nhập Barca, đương nhiên chiếm luôn suất đá chính còn lại trên hàng công bên cạnh Suarez và Messi. Bayer xuất hiện và mở ra cho Coutinho một lối thoát với hợp đồng mượn kèm theo điều khoản ưu tiên mua đứt giá 105 triệu bảng. Nhưng Coutinho thực ra chỉ là sự lựa chọn thứ ba của Bayer sau khi các thương vụ ưu tiên của Hùng Xám là Leroy Sané dính chấn thương dài hạn và Callum Hudson-Odoi ký mới với Chelsea đều đổ bể. Coutinho đã ghi 9 bàn và kiến tạo 8 đường chuyền giúp đồng đội lập công trong màu áo Bayer mùa này, thống kê không tồi nhưng cũng chưa đủ sức nặng để thuyết phục Bayer chi đậm để mua Đức Anh. Cần lưu ý, Coutinho không có tên trong đội hình xuất phát Bayer hơn 40% số trận tại Bundesliga mùa 2019-2020 và trong sơ đồ chiến thuật của Hùng Xám, anh cũng hiếm khi được chơi vị trí ưa thích bởi ưu tiên số 1 là dành cho Thomas Müller. Coutinho vẫn đang trong giai đoạn điều trị chấn thương mắt cá chân và với sự thờ ơ của Bayer, hầu như chắc chắn khi mùa giải 2019-2020 chính thức khép lại, tiền vệ người Brazil sẽ phải trở về Barca. Không có nhiều sự lựa chọn cho Coutinho và màn tái hồi Nou Camp của anh có lẽ sẽ là điểm khởi đầu cho kế hoạch phát mãi cầu thủ nhằm gây quỹ chuyển nhượng đưa Neymar trở lại Barca mà thôi. Tình trạng khó khăn của Coutinho là chủ đề thảo luận thường xuyên tại Brazil. Cựu danh thủ Rivaldo trong một phát biểu mới đây cũng tin rằng việc gia nhập một câu lạc bộ lớn của châu Âu như Chelsea sẽ là cơ hội tốt để Coutinho tìm lại chính mình sau 2 năm đáng thất vọng. Trái bóng đang ở trong chân Chelsea và liệu 14 năm sau lần mua hụt chú nhóc Coutinho, giờ liệu họ có sẵn sàng hoàn tất mối duyên dang dở ấy?